Thưa quý vị và các bạn, trong phần tư vấn xe ngày hôm nay, Quang Đạo xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một số lưu ý để bảo dưỡng xe trên những cung đường dài hoặc tham gia phượt. Cụ thể như sau. Thứ nhất, bơm bánh xe trước và sau đúng áp suất. Việc bơm bánh xe đúng áp suất sẽ giúp cho xe vận hành một cách trơn tru, không bị sóc và ít bị dính đinh. Nếu như lốp xe quá căng sẽ khiến cho lốp bị nứt hoặc tăng độ sóc cho xe. Nếu như lốp bị thiếu hơi sẽ dễ bị dính đinh hoặc hư vành. Lưu ý thứ hai là cần phải thay nhớt đầy đủ cho máy. Việc thay nhớt đầy đủ cho máy sẽ giúp cho xe có một sức mạnh đủ để vượt qua những thử thách ở phía trước. Và thường thì sau mỗi 2.000 km bạn nên thay nhớt một lần, hoặc nếu tiết kiệm thì tối đa là 4.000 km, không nên vượt qua ngưỡng này. Ngoài ra, để tránh quá tải cho động cơ thì cứ 100 km bạn nên dừng nghỉ 10 phút. Lưu ý thứ ba, bôi trơn nhông xích sau mỗi 500 km. Việc bôi trơn nhông xích giúp cho xe vận hành một cách trơn tru cũng như bảo vệ cho bộ nhông xích của xe. Lưu ý thứ tư là kiểm tra đèn pha, đèn xi nhan và đèn chiếu hậu. Nếu như thiếu một trong những loại đèn này khi bạn tham gia những cung đường dài hoặc tham gia phượt sẽ rất nguy hiểm. Lưu ý thứ năm cũng là lưu ý cuối cùng, vệ sinh lọc gió. Thường thì chúng ta thực hiện vệ sinh lọc gió trong khoảng từ 15.000 đến 20.000 km để đảm bảo xe không bị thiếu gió, gây hao xăng và yếu máy. Nếu như bạn đã kiểm tra và thay lọc gió gần đây thì không cần kiểm tra lại. Nhưng nếu từ trước đến nay bạn chưa lưu ý về việc này thì hãy ngay lập tức kiểm tra, thay thế hoặc vệ sinh lọc gió.